Thế vợ chửa chưa? Chửa thế ạ. Vậy. Chửa. Vâng, đây thưa quý cô anh chị là đây là học trò. Em cũng ra trường được rất là lâu rồi. Đang làm gì em? Đang làm gì đây? Nấu cơm à? Không biết. À vợ vợ là không biết à? Vợ thì đó thì chia tao À, chửa. Chửa sao chả thấy bụng to tí nào? này cũng to. Lấy vợ 14 năm rồi vẫn chưa tổ Vâng. chức. Vâng. Xin chào quý cô anh chị nhá. Hôm nay là thầy trò cháu này đi chơi trong làng trống của học sinh. Đây, phong cảnh rất đẹp luôn. Sau này quý cô anh chị có dịp lên Tây Bắc thì nên chơi chỗ thầy trò cháu nhá. Tranh thủ hôm nay là vào nhà của một người học trò, em cũng ra trường lâu lắm rồi. Là cái năm đấy là em hai vợ chồng lấy nhau được 2-3 năm quá, 2 năm nhưng chắc ngày đấy là ít tuổi quá nên là ở với nhau mấy năm không có con. Thì đợt vừa rồi thầy trò cháu là đi tìm mua cho được một cái liều thuốc vô sinh ấy. Vô sinh thì hôm nay vào hỏi thăm thử sao nào. Có ai nhà không? À đang nhà. Với nhà nước thầy ơi. Hôm nay không đi làm à? Đi làm về rồi thầy ạ. Đấy, làm về rồi à? Vâng. Tình hình bố mẹ đâu rồi? Bố mẹ đi làm chưa về thầy? À, chưa về à? Vâng. Thế vợ chửa chưa? Chửa thầy ạ. Chửa. Vâng. Vâng, đây thưa quý cô anh chị là đây là học trò. Em cũng ra trường được rất là lâu rồi. À, giới thiệu tên cho quý cô anh chị xem nào. Vâng. Em xin giới thiệu em tên là Hằng A Trống ạ. Đúng. Em ở Túc Đáng, Trạm Tấu, Yên Bái ạ. Em vợ vợ chở lâu chưa? Chưa lâu rồi thầy ạ. Nè. Vâng. Thế cái đợt lấy về uống lấy thuốc uống nó chắc phải hơn 1 năm rồi nhỉ? Vâng. Hơn 1 năm thì thế chữa là ok rồi. Vâng. Thế sắp đẻ chưa? Chưa thầy. Nè. Vâng. Từ một tháng là đẻ. 1 tháng nữa. Vâng. Nè. Đấy. Vâng, thưa quý anh chị là đây em trống là trước là em ra trường là học xong lớp 9 là được 4 năm rồi nhờ là đi lấy vợ luôn. Vâng. Lấy vợ luôn nhưng chắc ngày đấy còn nhỏ quá hay chưa không đẻ được nữa con. Nhà thầy trò cháu là cũng đi tìm mua cho cái thuốc 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 vô sinh. Thì nó về là hai vợ chồng cùng uống. Ngày đấy cả hai vợ chồng uống cái này một mình em uống. Cả hai vợ chồng hay ạ. À thế à? Vâng. À, thế là bây giờ là thế biết con trai hay con gái chưa? Chưa thầy. Chưa à, cũng không Vâng. đi khám, nó chỉ biết chửa thôi đúng không? Vâng, biết chưa đi khám, chưa đi siêu âm. À, ngày đấy là mua thuốc của cụ huynh Hinh. Vâng, bà cụ nhặt thuốc đấy tên là cụ Hinh ở Ba Vì Hà Nội. Thế là đâu vợ đang thế nào? Vợ đây thầy ạ. Đó mô. Thầy lên trên ạ. Thầy lên trên. Thầy lên trên ạ. Đang làm gì em? Đang Làm gì đó? Nấu cơm à? không biết. À vợ vợ là không biết à? Vợ thì đó thì chia tao học À, sinh chửa. Chửa sao chả thấy bụng to tí nào? to À. thế đấy này cũng to. À. Vâng, vợ thì này vợ lấy vợ người đâu nhỉ? Lê người ở trên Tú Lệ thầy. À trên Tú Lệ à? Vâng. Ở ở Cao Phạ à? Vâng. À, thế ngày xưa vợ có đi học không? Ngày xưa vợ không đi thầy, ngày xưa trên đấy nó không đi. À không không đi học à? Vâng. Thế là ra học lớp 9 xong cái là lấy luôn đúng không? Vâng, nó sẽ chia lấy Thế nó luôn. 4 4 năm rồi nhỉ? Vâng, được Cũng 4 nhanh năm. thật. Thế là ở với nhau 4 năm là không có con, thế là năm nay là thế là ok, có tin vui, thế thầy chúc mừng nhá. Vâng. Cảm ơn thầy ạ. Mời thầy uống nước ạ. Sao thế này uống nước thầy. Rồi. À, thóc nhiều phết nhở. Thóc cũng được Cái tạm này là thôi. nương hay là ruộng hay là cả hai đây? Đi từ chỗ bố này sang là nương, còn đây là thằng ruộng. À thế à? Vâng. À, thôi hôm nay thầy đi vào trong này gọi các bạn đi học thì thầy rẽ qua chơi tí thôi.
À, thế là sao nuôi ít gà thế, ở đây đất rộng ấy. Gà dịch hết thầy. Còn mấy con thì... À, bị dịch à? Vâng. Bị dịch lâu rồi nhưng mà không có gà nữa thì còn mấy con này. À, gà đen ấy nhờ. Gà đen. Gà đây ăn mới ngon này, nhưng mà ở vùng này mà dịch được thì chứng tỏ là cũng ác chiến đấy đúng Vâng. Đấy chắc làm dịch hết rồi. Đến được mình. à. Thế là vợ vợ thế không đưa vợ đi khám lần nào à? Chưa thầy ạ. Thế chỉ biết chửa chửa thế thế lúc đẻ thì tính nào phải cho vợ đi khám thì mới biết được lúc nào là vợ đẻ chứ. Và đã lo với chửa một lần, chửa lần thứ nhất thì không mang đi siêu âm nữa, cứ để cho đó, để con trai con gái. Không, có nghĩa là mình phải đi khám xem là được bao nhiêu tháng rồi thì mới biết được là đến chửa là 9 tháng đúng không? 9 tháng thì khi nào mình phải biết được đến đến tháng thứ 9 thì mình phải chuẩn bị cho vợ chứ. Rồi thôi, như thế là tốt rồi. Thế chúc mừng em nhá. Cảm ơn thầy ạ. Thế là thôi, tóm lại là cứ phải đưa vợ đi khám một lần nhá, khám để biết được cái tháng nào thì sinh ấy. Thế là tốt rồi, chúc mừng nhá. Cái thì ngày thầy cho thuốc, cái thì ngày thầy cho thuốc cho em ấy thì bây giờ có tin vui, em muốn đi cảm ơn cái nhà thuốc đấy nhưng không biết đường, thầy dẫn đi cho. Họ xa lắm. Đợt đấy anh lấy thì họ gửi về thôi chứ bây giờ đi là xa lắm em ạ. Ở tận dưới đằng Hà Tây cơ. Ba Vì Hà Tây cơ. Thì nếu mà muốn đi thì để hôm nào thầy được nghỉ đã. Được nghỉ thầy đưa đi. Nhưng vợ chở này liệu có đi được không? Không biết thầy ạ. Nha. Thì để hôm nào thầy gọi điện đó nhá. Thầy gọi điện nếu mà họ ở nhà thì. Thì thích thích đi cảm ơn thì thầy cho đi, không thì đẻ xong thì đi cũng được, nhưng mà nếu thích đi luôn cũng được, chắc vui quá Vâng, vui quá thầy ạ. à? Vui quá là muốn xuống cảm ơn luôn à. Vâng. Và cũng là thưa quý cô anh chị là em là lấy vợ là sớm nên là cũng không không mấy năm rồi cũng không không thấy chửa, thì đợt vừa rồi thầy trò cháu cũng mua được cho cái thuốc thuốc nam thôi. Thế là có tin vui rồi, có tin vui là ok rồi. Mấy em nữa đẻ xong là ăn đầy tháng là gọi thầy vào chúc mừng, thầy cho uống chén rượu nhờ. Nhưng mà ngày lấy vợ là chưa cưới đâu đúng không? Cưới chưa? Cưới xong rồi à? Thế chả thấy có mời thầy. Nhưng mà em chưa thấy chứ bên vợ cưới rồi thầy. À, cưới bên vợ gì? Vâng, bên mình thì chưa. À, bên bên mình là vẫn chưa tổ tổ chức đâu đúng không? Vâng, bên vợ tổ chức rồi, bên mình thì chưa. Nhờ. Vâng. Hay là không cưới không tổ chức nữa đâu quá, Có thể. vẫn tổ chức à, Vâng, tổ chức nhưng mà chưa. đẻ xong mới tổ chức à? Vâng, để xong tổ chức. À lấy vợ mới 4 năm rồi vẫn chưa tổ chức. Vâng. Thế vợ là không không biết một tí tiếng phổ thông nào Chưa, không biết thầy ạ. à? Từ nhỏ nó không học nên nó không biết. Từ nhỏ đi chỉ biết đi làm, bố mẹ bỏ đi làm thôi chứ còn bỏ đi học thì đời đấy sao nó không, như cả là không muốn học ấy, hay là trốn tránh, hay là nó không học nữa. Nhưng mà ở xa nhau như thế thì làm sao mà đi tán được? Thế phải nếu chưa qua Zalo hay Facebook gì thầy. Có biết chữ không mà nói? Còn nói tiếng Mông ấy thầy, nói tiếng phổ thông mình À, ấy. à gọi gọi điện gì? Vâng, gọi Gọi điện điện chứ không bằng không nhắn Zalo. tin đúng không? Vâng. Mình nói tiếng mình bằng nói tiếng phổ thông mình ấy chứ, tiếng trong của mình ấy chứ. Yeah. Vâng. Thế là hợp cái là lấy về luôn nào? Vâng, đi cũng phải đi ở 2 3 hôm đấy thầy ạ. À. Vâng. Nếu trường qua điện thoại được 3 4 tháng rồi đi nữa ở cùng với 7 ngày sao thầy. 7 ngày á? Vâng, là Hết hết nhiều tiền không? Cũng hết tiền 3 4 triệu gì đấy. À thế à? Chứ không như ngày xưa đâu đúng không? Vâng. Ngày xưa thì hết nhiều lắm nhở? Vâng. Ngày xưa như theo luật ở đây thì khoảng tầm hết bao nhiêu tiền nhở? Không, bây giờ em vợ em là 25 triệu thầy ạ. Tiền mặt đấy. Tiền mặt đấy. Đưa Đấy. chưa? Hả? Đưa chưa? Đưa rồi. Đưa rồi à? Vâng, 25 triệu cả một cục luôn đấy. Thì À. người ta mới bỏ về một con mình chứ. À. 25 triệu à? Vâng. 25 triệu là rẻ đúng không? Rẻ hay Rẻ. là Rẻ. đắt? Nhớ nhớ trong xã mình thì 10 triệu còn khách xã là 25 từ 30 đấy. Rẻ. Là còn đi cả người lớn gần nhau đấy thì xin xin đấy thì từ 20 25 như thế. À. À, xin giảm xuống đúng không? Vâng, xin giảm xuống đấy, người lớn gần nhau giảm xuống đấy. Xin giảm xuống. Bỏ gia đình khó khăn thế này thế nọ giảm xuống đấy, giảm xuống. À. Nhưng mà vợ có hơn tuổi không? Có.
Vợ hơn mấy tuổi? Hơn 1 tuổi. À thế à? Vậy. Thế thì cũng tốt thôi nhỉ. Gái hơn ai, trai hơn một đấy, vợ hơn 1 tuổi sướng quá. Về lấy vợ nó hơn là lúc nào cũng chiều, có chiều không? Có thể. À, thế là tốt rồi, thôi thầy chúc mừng nhá. Hôm nay vào thầy vào chơi thăm gia đình với tôi, thấy như thế là tốt rồi. Nên là cứ ở chăm vợ nhá. Vâng. Đây là cứ ở là chăm vợ, đấy, bây giờ là thế là có tin vui rồi, thầy cũng chúc mừng thôi nhá. Thì em bây giờ em muốn xuống cảm ơn thầy ạ. Xuống xuống Vâng, cảm ơn á. xuống cảm ơn nhà thuốc gì đây. Thì em không biết đường đấy, thầy, lúc nào thầy rảnh ấy thầy dẫn em xuống. Nhưng mà bây giờ vợ chửa này không biết vợ có đi được không ấy chứ. Không biết được. Thôi để thầy liên hệ xem là hôm nào có cái xe khách thì giường nằm thì thầy nghỉ. Tầm thứ bảy chủ nhật thì thầy đưa xuống. Vâng, Nhá. vâng. À, vợ là sức khỏe lắm nhờ, nhìn hai vợ chồng đứng gần nhau To thầy, vợ to hơn mình, à, béo. thế thôi, thế là ok rồi. Thế thầy xin phép nhá, thầy về nhá, mục chế nhá. Thế này là tuyệt vời rồi, thầy về Chết tôi, mình chết tôi nhá. Đấy, vợ là xấu hổ là không biết tiếng. vậy. Vậy sao không biết tiếng thầy ạ? À, thế thôi thầy về đây. Vâng. Hôm nay vào chơi nhà học trò thế cũng là tin là rất là vui thì hợp vì là đợt em hai vợ chồng em là lấy nhau là còn trẻ quá thì thầy trò cháu cũng tìm hiểu được cái bên nhà thuốc cũng mấy mấy gia đình rồi cũng rất là tốt như quý cô bác anh chị mà ai mà muốn cái thuốc đấy thì liên hệ với cái chỗ ở bên Ba Vì ấy, là có cái nhà thuốc là cụ Hinh cụ ấy chuyên bán cái thuốc vô sinh này thì rất là tốt vì năm ngoái thầy trò cháu là đưa hai vợ chồng của một đứa học trò nữa cũng xuống dưới này lúc này thì cũng đã đẻ đứa con to lắm rồi bây giờ lại tiếp tục đến đôi này nữa đôi này thì chắc là hàng lúc lấy nhau vào thì còn ít tuổi quá bởi em mới học xong lớp 9 thì em lấy vợ luôn nên là khả năng là vấn đề đấy chắc là chưa có nhưng sau đợt uống thuốc và là cả hai vợ chồng uống là đều là hôm nay đã có tin vui thế là tuyệt vời rồi. Đấy cũng là cái niềm vui và cái niềm động lực lớn cho gia đình em về sau này. Thầy trò cháu xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chúc quý thầy cô, quý các anh chị cùng toàn thể các bạn có một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.